Thưa quý vị, theo thống kê của trang mạng worldometer.info, tính đến ngày 4 tháng 9, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là hơn 220,7 triệu ca, trong đó trên 4,56 triệu người đã không qua khỏi, và số ca mắc bệnh trong ngày đang tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu, với những vùng dịch nóng nhất ở châu Á và châu Mỹ, trong khi số ca tử vong đang ở mức đáng quan ngại. Ngoài sự bùng phát của biến chủng Delta, thì danh sách các quốc gia có bệnh nhân nhiễm biến chủng EMU vẫn tiếp tục gia tăng trong thời gian gần đây. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc ngày 3 tháng 9 công bố phát hiện 3 trường hợp mắc biến thể MU của virus SARS-CoV-2 là người nhập cảnh từ Mexico, Mỹ và Colombia. Biến thể MU được phát hiện lần đầu tiên tại Colombia vào tháng 1 năm nay, sau đó đã lây lan tại Colombia và hơn 40 nước trên thế giới. Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc thông báo sẽ tiếp tục đẩy mạnh giám sát với các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, đồng thời quản lý chặt chẽ người nhập cảnh từ nước ngoài. Ngày 4 tháng 9, New Zealand báo cáo ca đầu tiên tử vong vì mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng qua. Tuy vậy, giới chức nước này cho biết các dấu hiệu mới đây cho thấy đợt lây nhiễm do biến thể Delta gây ra đang nằm trong tầm kiểm soát. Nạn nhân là một cụ bà khoảng 90 tuổi, có bệnh nền, không được thở máy và chăm sóc đặc biệt. Người này qua đời tại bệnh viện thành phố Auckland vào tối ngày 3 tháng 9. New Zealand đang cố gắng kiểm soát làn sóng lây nhiễm mới sau khi ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên trong vòng 6 tháng được phát hiện vào giữa tháng 8. Đất nước 5 triệu dân này đã tái phong tỏa để ngăn chặn virus lây lan. Bộ Y tế Campuchia cho biết khoảng 82,37% trẻ trong nhóm từ 12 đến 17 tuổi ở nước này, tương đương với hơn 1,6 triệu đã được tiêm ít nhất một mũi và hơn 450.000 em đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine của Sinovac kể từ khi chiến dịch này bắt đầu vào ngày 1 tháng 8. Tờ Khmer Times vào ngày 4 tháng 9 đưa tin, Bộ Y tế Campuchia cho biết việc đẩy mạnh nỗ lực tiêm chủng ở nhóm tuổi này là nhiệm vụ quan trọng và khả năng cao nước này sẽ tiếp tục sớm tiêm chủng cho trẻ 10 và 11 tuổi. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines ngày 3 tháng 9 đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Mỹ Moderna cho đối tượng thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Đại diện cơ quan trên nhấn mạnh, sau khi được các chuyên gia về vaccine và cơ quan quản lý xem xét cẩn thận, việc sử dụng khẩn cấp vaccine của Moderna cho thanh thiếu niên là cấp thiết trong bối cảnh số lượng trẻ em mắc COVID-19 đang ngày càng gia tăng. Moderna là loại vaccine thứ hai được cấp phép sử dụng cho thanh thiếu niên tại Philippines sau vaccine của Pfizer